Tóc tóc lên. Lại chút xíu nữa, chấm lại, đứng gần vô, đứng gần vô. Rồi xin cảm ơn bạn ạ. Cảm ơn bạn tiếp theo ạ. Cho nên không có được tính là phiếu trúng thưởng. Cảm ơn anh nhiều ạ. Sau đây chúng ta xin công bố 10 giải khuyến khích của Rạp ạ. Vị khách may mắn được Samsung Galaxy V có tên là Lê Thị Phước An, chứng minh nhân dân 3508-34015, số điện thoại 0939-441-408, địa chỉ 217-2 Thi Sách, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Xin được chúc mừng ạ. Và đến giải đặc biệt chúng ta thì xin mời quý khách chúng ta cùng lắng nghe một số ca khúc nha. Giải đặc biệt một máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3 Lite đã thuộc về quý khách may mắn nhất trong ngày hôm nay, đó là Lưu Quang Minh, chứng minh nhân dân 3509-18053, số điện thoại là 0903551447, địa chỉ 17/8 An Hưng, Mỹ Thới. Xin được chúc mừng quý khách này ạ. Và 19:30 ngày mai, ngày 2/10/11/2014 thì vẫn tại đây chúng tôi sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng. Những giải thưởng hôm nay đã bốc thăm và những khách hàng may mắn nhất sẽ được đăng tên lên website của Rạp là www.gotasina.com và Facebook của Rạp là gotasina.